Hello, em chào tất cả các bác nhé. Tiếp clip của này em thanh lý bác một con lò vi sóng của thằng hãng Hitachi nhé. Hitachi máy hiệu của nó này, MRO này V7000 nhé, 700 luôn nhé. Đây hình trước đây. Đấy. Đây hơi bẩn tí cái vẻ lại xin lại nhá. Lò liếc của nó khá ok, trong sạch sẽ không mùi mọt được nhá. Đây. Đấy. Cái thanh nướng của nó còn khá sáng sáng luôn nhá. Đây cái đĩa đây, đĩa quay rồi này. Còn bao đẹp nhá. Đấy, thành bác còn khá ok. Đây chưa các bác. Em cho các bác xem bên trong nhá. Bên trong bên ngoài đây, bên ngoài nhé. Đấy, vỏ viết đẹp, không bóp méo gì cả. Hitachi này. Năm 1999 của nhá. Đấy. 100V các bác nhớ về cắm 100V cho em nhé. Đấy, ok chưa các bác? Đây. Đấy đâu nhá. Thành lách đây. Đấy. Con này vỏ viết đẹp phết đấy các bác này. Đấy. Đây, hiện tại các bác ăn chắc cái chức năng các bác nhé. Đây, các bác về, các bác về nhớ cắm 100V cho em nhé. Đây xem các chức năng đây. Đây cái rẻ này nó hơi bẩm tí nhé, em cho về cho nhé. Đấy các chế độ này, muốn rán muốn chiên muốn xào lên tình tôi từ từ nhé, thì em bây giờ em sẽ cho làm nóng trước đây. Menu này các này có chế độ nhé. Đấy con này các bác này, con này thì nó bị thủng lỗ này nhá, bóng lỗ này bấm bình thường không có đề gì cả nhá. Con này có diệt mùi này. Đây là lò vi sóng này. Đây, kiểu 30 giây đi. Đây, 50 giây nhá. Có màn hình hiển thị này. Lò vi sóng này, có con này còn cả nướng nhá. Tiêm chỉnh cái độ nướng cho bác xem. Có cả nướng nhá. Đấy, rất nhiều chế độ. Đấy, Hitachi. Cái thằng của thằng bảng lưu tịch của nó thì nó hay có cái biểu tượng của cái lá cái quả may mắn này các bác này. Đấy, thì con này em thanh lý bác này với giá là 1,1 triệu nhá. Chuyển khoản em sẽ bác ship toàn quốc. Đấy các bác cứ chuyển khoản em sẽ toàn quốc nhá. Đấy gọi thành lý là giá sinh viên thôi, các bác dùng trải nghiệm thôi, lỏng đi khá trong nhé. Đấy đây, đây là nó đang bắn này, mở xem. Đấy các bác thấy hơi bốc ra, có gì bốc ra đấy, hơi đã hơi bốc ra rồi nhá. Đây mở ra này nó ngắt luôn, cái này cái gì nóng không nhá. Đấy bắn nóng nhá, được chưa, em tắt nhá, còn 14 giây thì em tắt luôn. Em đặt chế độ nướng các bác xem nhá, nướng này, nướng này. Đây. Tắt lại nhé. Nướng này. Đấy. Cuốn. Con này nướng của nó lên được 250 độ C luôn nhé. 250 độ C này. Đây là 30 phút xem. Đây phút đây. 7 phút này. Đấy. 7 phút rồi, đây có chỉnh đây nhé. Open. Đấy xong ấn. Đấy, start nhá. Đấy. Đây là nướng thôi nhá. Thì cái này bán 8,1 triệu các bác ạ. Cả vi sóng cả nướng luôn. Đấy, bác là cho bác liên hệ với em nhá. Em chào các bác. Đây cái xoay nó nóng rồi, mở cái nó ngắt luôn. Xoay có nhìn xoay êm, rất êm luôn nhá. Đấy, xoay êm chưa? Đây. Xoay êm ru luôn nhá các bác nhá.